truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Sao, có chuyện gì nói chị nghe đi, biết đâu chị giúp được cho em. Không ai có thể giúp được em đâu, vậy là hết rồi. Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ? Em đã bước sang tuổi 23 rồi, là bước sang cái giấc bên kia của cuộc đời. Em già rồi chị ơi. Nhưng mà chị không có thấy em già. Chị biết không, hồi trước á, em chỉ mất có 30 phút để trang điểm à. Bây giờ em mất tới 1 tiếng lần á. Chị thấy không có đến nỗi nào đâu. Bước qua tuổi trung niên thì đã làm sao. Bảo Trinh, tối nay em sẽ mặc đồ màu gì? Để anh chọn một bộ lễ phục tông xẻ tông. Mình sẽ làm một cặp đôi ấn tượng nhất công ty, để 30 năm sau họ vẫn phải nhớ đến chúng ta. Thì chắc là em sẽ mặc một bộ váy kính cổng cao tường màu đen. Bây giờ em đã qua cái độ tuổi có thể diện đồ sexy rồi. Ê, em đùa, trông em vẫn còn hấp dẫn lắm. Này, vòng 1, vòng 2, vòng 3, em làm cho anh cảm giác như mình đang hừng hực ở tuổi 17. Anh nói xạo quá à. Hồi sáng nè, em cúi xuống em lượm cái đồng xu á, em đâu có thấy em phản ứng gì đâu. Nếu mà cách đây 3 năm hả, anh đã chặt cà phê lên tới mũi rồi đó. Cái trò đấy nguy hiểm lắm, anh bị viêm xoang là vì thế đấy. Ôi, Bảo Trinh, anh tìm em từ sáng đến giờ. Nè, tối nay đi dự tiệc với anh nha. Được thôi. Ôi trời, em đồng ý liền vậy hả? Ừ. Tại vì em nghĩ chắc mình cũng không còn cao giá để mà chọn lựa nữa. Em nói gì anh chẳng hiểu. Tôi cứ tưởng là Bảo Trinh không nhận lời đi chơi với tôi nhé. Vậy mà mới vừa đề nghị là cô ấy gật đầu ngay. Còn dễ hơn cả bà lão công. Tôi rủ bà ấy đi chơi 3 tuần rồi không được đấy. Này, gì hốt bà lão công à? Hỏi làm gì? Mà cũng lạ nha, mọi người ơi, nàng già rồi thì phải. Nè, hôm nay Bảo Trinh nó còn đòi mua áo bơi một mảnh để che kín ngực với bụng nữa đó, anh tin nổi không? Vậy à? Chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Có thể là cô ấy đang rơi vào một cái phạm trù gọi là khủng hoảng của tuổi trung niên. Trung niên cái đầu ông, nàng mới có 23 tuổi đâu. Đôi khi chuyện ấy vẫn xảy ra như thường. Có thể là cô ấy rơi vào cái dạng đặc biệt gọi là nhạy cảm quá đáng với cả thôi, tuổi. Thôi, chuyện gì cũng được, miễn sao tôi có lợi là được rồi. Khủng hoảng tuổi trung niên muôn năm đấy. Trời ơi, thôi vậy? Mấy em cứ nhắc tới cái chữ trung niên, mấy em có biết là tụi em sợ lắm không? Đừng lo, chỉ cần nói chuyện với tôi một lần thôi là cô ấy có thể mặc bikini đi xe máy ở ngoài đường như thường. Này, ăn mặc kiểu gì đấy? Tôi mời Bảo Trinh đi nhảy đấy. Được không? Được. Muộn không? Rồi. Muốn cái gì? Bảo Trinh đã có bạn nhảy rồi đấy. Hello, cái thằng trai. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bạn nhảy của mình. Người phụ nữ đẹp nhất đêm nay, Bảo Trinh. Anh Hoàng sao vậy? Cô chuẩn bị viêm xoang nữa đấy nha. Em thấy chưa? Anh đã nói rồi mà, em còn quyến rũ lắm. Xin mời em ly cà phê nha sếp. Ồ, rất sẵn lòng luôn ha. Hôm nay trông cô sao tràn đầy sức sống quá. Sếp nói đúng á, hôm nay tự nhiên em thấy con người em nó cứ tràn đầy sức sống sao. Tôi thích nhân viên của tôi phải mạnh mẽ lên vậy. Dạ. Cô lúc này nhìn rất trẻ nha. Trung niên mà tôi nhìn tôi tưởng 28 á. Hả? Sếp, em mới có 23 tuổi rồi mà. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.